Rồi, xin chào tất cả anh chị. Hôm nay thì Linh sẽ chia sẻ với anh chị chúng ta về một cái cách làm thế nào để chúng ta vận dụng được cái bộ câu hỏi để chúng ta thấu hiểu bản thân mình, để mà chúng ta xây dựng cho mình một cái thương hiệu trong cái chương trình về thương hiệu bậc tỷ của chúng ta, đúng không ạ? Thế thì bây giờ ví dụ như chúng ta có những cái thành tích trong quá khứ, ngày xưa là chúng ta chỉ cần một lần được 10 điểm thôi, ví dụ như vậy. Cả đời chúng ta học giỏi nhưng chỉ có một lần 10 điểm thôi, hoặc là một năm chúng ta học sinh giỏi thôi, đó cũng là được rồi, không cần phải thành tích gì nó quá ghê gớm nha anh chị. Thì anh chị chúng ta cũng biết là Linh có một cái câu chuyện là từ lớp 1 đến lớp 7 toàn học sinh gọi là yếu kém. Có là 1 điểm và 2 điểm nó diễn ra một cách thường xuyên. Và đối với Linh, 6 điểm đó là một điều kỳ tích. Đến năm lớp 8 đó là một cái cột mốc thay đổi cái sự nghiệp học hành vĩ đại của Linh. Đó là bắt đầu từ một học sinh yếu kém trở thành một học sinh khá, rồi trở thành học sinh giỏi, và sau này được thi học sinh giỏi và cũng thi đỗ đại học. Đấy, đối với những người khác đó là chuyện quá bình thường, nó chả có gì. Nhưng đối với cuộc đời của Linh, đó là một sự nghiệp vĩ đại, đó là một cái thay đổi nó quá lớn lao với mình. Và mình biến nó thành những cái chất liệu, làm những cái nội dung để mà mình truyền cái thông điệp của mình sau này. Thế thì cái việc mà mình trở thành một học sinh yếu, mà trở thành một học sinh khá, rồi trở thành học sinh giỏi, nó có 4 cái nguyên nhân. Linh tìm ra được cái 4 cái lý do thời điểm đó mà nó đã giúp cho Linh thành công. Thành công trong việc học đối với bản thân Linh nhé. Thứ nhất đó là Linh trả lời được là lý do tại sao vì mình phải học. Bởi vì trước 7 năm đầu tiên ấy, Linh không trả lời được câu hỏi là tại sao mình phải học. Nên là mỗi ngày mình đi học, mình không có lý do gì để mình đi học cả. Nên là mẹ có một lần, mình còn nhớ một lần là mẹ Linh chở Linh vào học và bắt đầu đưa vào trong lớp học rồi. Xong mẹ vừa mới đạp xe ra khỏi cái là mình lại trốn đi ra cổng sau và mình trốn mình về luôn. Đấy, nên là về mẹ đánh, mẹ đập, mẹ chửi rất nhiều, nhưng mình vẫn không thể học được. Bởi vì mình không tìm hiểu, mình không hiểu lý do tại sao mình học. Đấy, mình không biết là học rồi lớn lên làm gì, học nó có giải quyết được gì không, mà mình không tìm ra được lý do. Nhưng năm lớp 7 lên lớp 8 ấy, thì đó là năm mà gia đình của bố mẹ Linh có nợ nần rồi, cũng phải bán nhà, bán cửa và bắt đầu chuyển về quê sinh sống. Thế thì khi mà mình thấy chứng kiến cái việc mà bố mẹ mình nợ nần rồi, phải bán nhà, bán xe, bán tất cả mọi thứ để chuyển quê về sinh sống, mình thấy là bắt đầu mình bước qua một cái giai đoạn đó là sống nghèo khổ, nghèo khó. Và lúc đó mình tự hứa với bản thân mình đó là gì? Mình lớn lên phải trở nên thật thành công và giàu có. Và lúc đó ý niệm của mình chỉ có duy nhất đó, muốn thành công và giàu có thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường học. Và lúc đó Linh mới quyết định đó là mình phải học giỏi, bởi vì mình muốn học giỏi để sau này trở nên thành công, sau này phải trở nên giàu có, mình phải bước vào trường đại học. Và vào trường đại học thì mình mới thành công giàu có được. Lúc đó mình chỉ có suy nghĩ như vậy thôi. Nên đó là một trong những lý do mình quyết tâm mình phải thi vào đại học là vậy. Rồi, đó là cái đầu tiên mình trả lời được cái big why, đúng không? Cái thứ hai ấy, làm cho mình Linh học giỏi đó là năm đó khi mà mình chuyển từ thị xã về quê đó, thì thường học sinh mà ở thị xã về quê thì thường cũng được thầy cô quan tâm hơn. Nên là Linh học cái môn hóa là cái môn đầu tiên, cũng giống như mọi người thì tất cả giống nhau. Thì vì mình chỉ học đúng một môn thôi nên là cô chăm sóc rất là kỹ, để cũng hướng dẫn cho mình tận tình. Và đó là bài học thứ hai, đó là mình có một cái người thầy cô hướng dẫn cho mình rất tận tình, chỉ cho mình từng bước. Và mình dành rất nhiều thời gian học, bởi vì đơn giản hồi đó là chỉ có mình là chăm học nhất, bởi vì những người bạn khác còn phải học môn toán, học môn lý, học môn đủ thứ môn hết, còn mình học đúng một môn thôi. Nên là mình luyện đi luyện lại, mình học rất là kỹ, mình làm rất kỹ nên mọi cái rất là chỉnh chu. Và cô thấy là ồ, cái em bé này em học rất là tốt, tập rất là chăm chú học, rất là chịu khó luyện, rất chịu khó hỏi. Và cô thấy rằng là ồ, em này tốt này, có tố chất này, và họ bồi dưỡng cho mình, rèn luyện cho Linh, và Linh trở thành học sinh giỏi. Đó là cái thứ hai ha. Và cái thứ ba đó là gì? Đó là cái môi trường xung quanh. Ví dụ như hồi đó là cái lần đầu tiên mình lên trả bài đấy, thì cô giáo mới, mình Linh trả bài không được và lúc đó Linh không biết giải sao hết, thì cô giáo mới nói rằng là cô tưởng em ở thị xã về là chắc em phải học giỏi lắm chứ sao lại không giải được cái bài này đấy, hay là em lại khiêm tốn, em lại giấu đấy. Lúc đó mình cười chứ mình cũng không biết nói sao, và mình mới đi xuống. Thế thì khi mà đi ra về ấy, thì những người bạn của mình mới nói là thằng này ở thị xã về chắc học giỏi chứ sao lại giấu như vậy. Và mọi người lúc đó trong đầu mình có một cái suy nghĩ là gì? Ồ, cái môi trường này, những người bạn ở đây này, thầy cô ở đây này nghĩ rằng là mình học giỏi. Đó, mình thấy là mọi người có một cái suy nghĩ như vậy. Và lúc đó mình phải quyết tâm là về mình phải cố gắng học nhiều hơn, rèn luyện nhiều hơn, và mình phải trở thành học sinh giỏi. Và cuối cùng anh chị biết rằng là mình cũng năm đó là mình trở thành học sinh giỏi môn hóa, và những cái môn toán, môn lý bắt đầu học cũng khá lên. Đấy, thì bài học thứ ba ở đây đó chính là cái môi trường, những người xung quanh ấy. À, người ta động viên mình, người ta nói những điều tích cực của mình, người ta tin tưởng vào mình. Những người xung quanh tin tưởng mình nó rất là quan trọng nha anh chị. Giống như mọi người hay nói là vợ là phải tin chồng ấy, thì lúc đó chồng mới thành công được. Đấy, hay là chồng phải tin tưởng vào vợ. Đấy, và đó là yếu tố thứ ba
Và mình thấy một cái yếu tố thứ tư rất là quan trọng nữa, đó chính là mình có niềm tin mãnh liệt vào chính bản thân mình. À, mình thấy mọi người xung quanh tin mình quá và mình cũng tin rằng là mình thành công. Và khi mình học giỏi được môn hóa rồi, mình có tin rằng là môn toán mình cũng học được, mình tin rằng môn vật lý mình cũng giỏi được. Và thế là bắt đầu mình học sinh giỏi và học sinh khá. Thế thì qua cái câu chuyện này nhé, có thể đối với tất cả anh chị chúng ta đang học chương trình này, cái việc mà từ một học sinh khá đó là chuyện quá bình thường. Nhưng đối với bản thân Linh đó là một cái kỳ tích ạ. Và đó chính là cái cốt truyện, đó là một cái câu chuyện. Thế thì câu chuyện ở đây ấy, là từ lớp 7 lên lớp 8 trở thành học sinh, từ học sinh yếu mà trở thành học sinh khá thôi, thì nó đã chia thành được 4 câu chuyện này. Hãy nhớ nhé, mỗi một cái câu video, mỗi một câu chuyện chúng ta chỉ chia sẻ một cái thông điệp thôi. Ví dụ nhưng cũng là cái câu chuyện lớp 7 lên lớp 8 của sự học giờ này kia đúng không? Nhưng nếu chúng ta muốn truyền thông điệp đó là lý do tại vì sao, cái là big why ấy, cái lý do nó đủ lớn ấy, thì chúng ta sẽ tập trung chia sẻ cái câu chuyện từ lớp 7 đến lớp 8 mà tôi học không được. Và cái nguyên nhân đầu tiên nó đến từ việc đó tôi không tìm được lý do tại vì sao. Nhưng sau đó năm lớp 7, lớp 8 tôi chứng kiến bố mẹ thay đổi này kia, thì mình chỉ kể đến đúng cái đoạn đó thôi. Và mình rút ra bài học đó gì? Mình làm bất kỳ một cái gì mình phải trả lời được lý do tại vì sao. Thì khi mình trả lời được lý do tại sao thì mình mới có thể thành công được. Giống như để mà tôi có thể làm được cái chương trình thương hiệu bạc tỷ trở nên khác biệt và giúp cho học viên có thể khác biệt và trở nên thành công ấy, nó đến từ việc đó là tôi hiểu được lý do tại sao tôi làm cái chương trình này. Bởi vì khi mà tôi làm chương trình này ấy, tôi chứng kiến được những người khác họ thay đổi và họ xây dựng được những kênh TikTok, fanpage, YouTube có được hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follow, giúp cho cái sự nghiệp kinh doanh họ phát triển lên và giúp cho họ giải quyết được rất nhiều cái công ăn việc làm, giúp cho gia đình của họ sống sung túc hạnh phúc hơn. Và điều đó làm cho tôi cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc và tôi cảm thấy công việc này nó ý nghĩa. Và đó là lý do tại sao tôi dành hết rất nhiều cái tâm huyết để tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi và tạo ra một cái chương trình hiệu quả giống như thế này. Thế thì cái đó tôi đã truyền được một cái thông điệp cho mọi người là gì? Cũng là cái câu chuyện tôi liên kết giữa câu chuyện là học sinh yếu lên khá, nó đến từ việc đó là lý do tại sao. Và điều đó tôi đã ứng dụng vào trong cái sự nghiệp sau này. Ví dụ như đó tôi làm về cái chương trình thương hiệu bạc tỷ, bằng cách đó là tôi trả lời câu hỏi là tại sao tôi làm cái này. Thì qua câu chuyện đó tôi đã nói được là tại sao tôi làm cái khóa này luôn đúng không? Thì nó câu chuyện đó nó rơi vào tầm 2 đến 3 phút thôi, dù nó cũng nói về bên ngoài đấy. Và đó cũng là thông điệp để bài học cho thành công. Và tôi cũng cài cắm được là về việc đó tôi nói về cái chương trình thương hiệu bạc tỷ, và tôi cũng nói được cho mọi người rằng là lý do tại sao tôi làm thương hiệu bạc tỷ đấy. Nên đó là một cái bài. Và sau đó thì tôi đúc kết cái video này đó là gì. Vậy thì với anh chị, trong cái lĩnh vực mà anh chị chúng ta đang làm ấy, thì đâu là cái lý do làm lý do đủ lớn để chúng ta theo đuổi đấy. Và đó là một cái thông điệp đúng không, mình hướng tới đó là hãy làm cái gì thì cũng phải có một cái lý do nó đủ lớn. Đó là một câu chuyện. Cũng là câu chuyện 7 lớp 8, tôi lại kể câu chuyện thứ hai, đó là có người thầy hướng dẫn. Thì các bạn đã biết rằng là ngày xưa đối với tôi học lớp 1 đến lớp 7, cái việc mà tôi 1-2 điểm đó là chuyện bình thường. Đấy. Và đối với tôi 7-6 điểm đó là một điều kỳ tích trong cuộc đời của tôi. 6 điểm là một điều kỳ tích trong cuộc đời của tôi. Nhưng tại vì sao từ năm lớp 7 lên lớp 8 là một học sinh cực kỳ yếu, tôi trở thành một học sinh khá và dần dần trở thành học sinh giỏi. Và sau này tôi đi học sinh giỏi và sau đó tôi thi đậu đại học. Đấy. Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái bài học rất lớn mà tôi rút ra được sau này để tôi ứng dụng vào cái sự nghiệp kinh doanh của mình và giúp cho tôi phát triển cái sự thành công. Đó chính là cần có một người thầy hướng dẫn. Hồi đó đấy là vì tôi chuyển từ thị xã về quê ấy, nên là được thầy cô giáo rất là quan tâm, hướng dẫn rất là tận tình. Và hồi đó tôi cũng học một môn duy nhất đó là môn hóa. Và môn hóa là tất cả mọi người đều bắt đầu giống nhau, nên là tôi dành hết tất cả tâm huyết của mình vào trong đó tôi học môn hóa. Và các bạn bè của tôi thì học về môn lý, môn toán, rất nhiều môn khác nhau, nên là họ có sự phân tâm nên họ không tốt giống như tôi được. Còn tôi chỉ có đúng một môn hóa, tôi tập trung học cao độ, học ngày học đêm chỉ đúng môn hóa thôi. Thế là tôi giỏi môn hóa và cô giáo mà dạy hóa thấy tôi là một học sinh rất chăm chỉ, rất chịu khó, làm rất là nhiều, học rất nhiều, thì cô dành một sự đặc biệt quan tâm với tôi và sau đó cô lan truyền cái điều đó cho những cái thầy cô khác, nên tôi cũng được quan tâm nhiều hơn. Và chính vì lý do đó là cô chỉ dạy cho tôi tận tình từng ly từng tí một và cuối cùng biến một học sinh yếu kém trở thành một học sinh giỏi. Nó đến từ một việc rất đơn giản thôi, đó là có một người hướng dẫn cho mình từng bước chi ly từng cái một thì chúng ta thành công. Và điều này tôi đã áp dụng sau này trong cái việc mà xây dựng cái chương trình thương hiệu bạc tỷ, là khi mà tôi hướng dẫn cho học viên của mình ấy, thay vì tôi chỉ nói sơ qua thì tôi sẽ giảng rất là kỹ, rất là đầy đủ. Đó là cái bước thứ nhất. Thứ hai đó là sau mỗi bài giảng tôi đều có những cái ví dụ. Và thứ ba đó là tôi có thêm những cái biểu mẫu là mọi người chỉ cần điền trả lời các cái câu hỏi đó mà thôi. Và sau khi trả lời câu hỏi xong thì tôi còn có nhiều cái bài mẫu của những người khác để cho mọi người tham khảo. Và cái thứ ba đó là tôi còn có thêm những người hỗ trợ để vào review cho từng cái học viên để
giúp cho mọi người hiểu rõ hơn từng câu hỏi và trả lời nó đúng hơn, chính xác hơn. Và thứ tư đó là sẽ có những buổi Zoom cùng với tôi để mọi người đi sâu hơn, hiểu kỹ hơn. Và tôi rút ra bài học từ cái năm lớp 7 lên lớp 8, đó là cần phải có một người thầy, người cô hướng dẫn cho mình một cách chi tiết, một cách đầy đủ thì chúng ta thành công. Và đó cũng là lý do vì sao tôi tạo ra được cái cộng đồng thương hiệu Bạc Tỷ đến nay là hơn 13 tỷ view. Đơn giản đến từ việc đó là hướng dẫn cho mọi người một cách tận tình, chi tiết với tất cả học viên thì họ chắc chắn sẽ thành công. Và phần lớn chúng ta không có được sự thành công nó đến từ việc đó là chúng ta thiếu đi những người thầy hướng dẫn cho chúng ta từng đi từng tí một. Thế đó là một cái video thứ hai đúng không ạ? Video thứ ba tôi sẽ nói về môi trường. Đấy, thì cũng lấy là câu chuyện lớp 7 lên lớp 8 đúng không? Rồi trước đây học là điểm 1, điểm 2 đó là một điều bình thường, và lớp 6 điểm đó là điều gọi là một cái gọi là phi thường đối với tôi đúng không? Nó là một kỳ tích đối với cuộc đời của tôi. Và sau đó mình mới kể dẫn dắt. Và nhưng điều gì từ lớp 7 lên lớp 8 tôi lại có một sự thay đổi từ một học sinh yếu kém trở thành học sinh khá và học sinh giỏi sau này, thì một trong những cái nguyên nhân này là đó là thứ ba, đó chính là có môi trường. Bắt đầu tôi kể về câu chuyện môi trường và sau này tôi đã áp dụng vào trong việc mà làm chương trình thương hiệu Bạc Tỷ ra sao, đúng nhá. Rồi thế thì bây giờ là các bạn sẽ thấy nhá, cùng một câu chuyện ra nhưng tôi đưa ra được ở nhiều góc độ khác nhau. Nhưng nếu bây giờ tôi không làm trong thương hiệu Bạc Tỷ, tôi nói về cái supplement chẳng hạn, thì tôi sẽ nói về việc mà tôi đã ứng dụng cái điều này để mà huấn luyện nhân viên ra sao, kèm cặp nhân viên ra sao, nói về chất lượng ra sao. Thì anh chị chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện, mình lấy cái câu chuyện của bài học của mình nhé, cái kinh nghiệm của bài học của quá khứ nhé, mình có thành công, bởi vì đằng sau mỗi thành công nó đều có nguyên nhân, đều có những bài học trong đó. Rồi việc mà mình học dở thì cũng có lý do vì sao chúng ta học dở, chúng ta học giỏi cũng có lý do vì sao chúng ta học giỏi, và chúng ta tìm ra được những cái câu chuyện đằng sau đó. Và đó là cái anh chị chúng ta thấy rằng là mình đưa cái thành tích cá nhân của mình vào trong một câu chuyện, và cũng phải kể ra một câu chuyện và đưa ra ứng dụng câu chuyện của quá khứ mình ứng dụng trong hiện tại để mình cài cắm thông điệp vô. Đấy, câu chuyện quá khứ làm cái dẫn chứng nhé, làm một cái để mà, bởi vì câu chuyện của quá khứ mà thời đi học ấy là gần như ai chúng ta cũng đi học thì nó rất là gần gũi thân thương với tất cả mọi người, và sau đó mình ứng dụng những bài học của quá khứ đó cho cái thành công hiện tại, hay là cái thất bại của quá khứ làm bài học cho hiện tại, đó là một cái đúng không? Nên chúng ta thấy sự lồng ghép không? Và chúng ta kể câu chuyện hiện tại đó là chúng ta lồng ghép được cái công việc của chúng ta vào trong đó, lồng ghép được cái sự nghiệp trong đó, lồng ghép được cái ngành của chúng ta làm trong đó. Và đó là cách mà chúng ta ứng dụng rất đơn giản. Kể cả bạn làm bảo hiểm, nhờ cái những lần thất bại trong cái việc mà đi học ngày xưa nó đã giúp cho bạn thành công trong bảo hiểm đó sao, ví dụ như vậy. Thì đó là cách mà chúng ta kể câu chuyện quá khứ, cài cắm được thông điệp và chúng ta vẫn rút ra bài học và chúng ta vẫn viral được bình thường. Đấy, còn nếu mà chúng ta không cần phải cài cắm quá nhiều nha, chúng ta nói nhẹ một vài điểm nào đó thôi là nó đã giúp rất là nhiều rồi. Đấy, thế thì ví dụ như bây giờ chúng ta tôi muốn thể hiện cái đó là về cái thành tích nha. Thế bây giờ tôi muốn thể hiện rằng là tôi là một con người rất tâm huyết với mọi người, tôi là một người dành tất cả trái tim vào cái công việc của mình, thì tôi không thể nói với mọi người rằng là ô anh chị ơi, tôi là một người rất là tâm huyết, tôi rất là một người dành hết tất cả nhiệt huyết của mình dành cho anh chị, mà anh chị chúng ta không hiểu được những điều đó, thì lúc đó nó lời nói nó rất vô nghĩa. Thì làm sao để Linh thể hiện được cái này đây? Thì ví dụ hôm qua Linh có quay một cái video, đây là câu chuyện thật luôn nha chị, cái bài số 5 của cái chương trình thương hiệu Bạc Tỷ đấy. Bài đó Linh dành hết tất cả tâm huyết của mình quay, mình chuẩn bị cái nội dung đó mất 4 tiếng đồng hồ, Linh chuẩn bị mất 4 tiếng đồng hồ. Tức là đâu đó khoảng tầm 9 giờ tối Linh bắt đầu chuẩn bị, đó là đã đội ngũ hỗ trợ hết rồi nha. Nhưng Linh phải tìm ra câu chuyện trong đó là gì, và mình phải nói, mình phải lập ghép, nói chung mình phải suy nghĩ mất 4 tiếng đồng hồ. Sau đó là lúc mà Linh chuẩn bị xong thì đến lúc đó là đồng hồ báo 1 giờ. Thì lúc đó mình nghĩ là ngủ rồi sáng mai quay. Nhưng tính Linh là làm gì phải làm cho nó xong, làm xong rồi mới đi ngủ. Thế Linh mới ngồi quay tiếp cho đến 2 giờ. Và 2 giờ thì lúc mà chỉ còn đúng 3 giây nữa thôi là Linh bấm tắt cái Loom. Đấy, bởi vì Linh quay bằng cái ứng dụng đó là phần mềm Loom. Thế nó chỉ còn đúng 3 giây nữa là tắt thôi. Thì khi mà Linh vừa chưa kịp tắt cái đó, cái Loom đó nó báo bị lỗi và nó văng ra, và coi như 1 giờ đồng hồ Linh quay là coi như công cốc luôn. Thì lúc này Linh sẽ có hai phản ứng ạ. Một là chửi thề đó, rồi bắt đầu đấm, rồi tức, rồi ném đồ đúng không? Nhưng lựa chọn thứ hai đó là mình sẽ làm gì? Mình sẽ nghĩ rằng một cách tích cực hơn, hay là chắc là ông trời đang thử thách mình, hay là thế giới này đang muốn mình làm ra một cái sản phẩm tốt hơn, chất lượng hơn như vậy. Đó, sản phẩm này nó vẫn chưa phải là tốt lắm. Và may mắn đó là Linh đã lựa chọn số 2. Là Linh nghĩ rằng là thế giới này hay là ông trời đang muốn Linh làm một cái phiên bản nó tốt hơn của cái bản Linh vừa quay. Và lúc khi mà mình nghĩ như vậy, mình cảm thấy rất là vui vẻ, mình cảm thấy rất thoải mái, mình đón nhận nó. Mình nói ok, thế thì bây giờ mình sẽ tắt máy, mình đi ngủ, sáng mai dậy mình quay tiếp. Bởi vì lúc đó nó vẫn đang báo, cái phần mềm nó báo upload,
và mình hy vọng rằng biết đâu sáng mai nó upload kịp thì sao. Và anh chị biết Linh ngủ đến khoảng 6 giờ, 6 giờ là Linh dậy, bởi vì 2 giờ ngủ là 6 giờ Linh dậy thì ngủ đúng 4 tiếng. 6 giờ Linh dậy, việc đầu tiên là mở máy tính coi là nó có upload lên hay không. Và anh chị biết điều gì không? Nó không upload lên được, và coi như phần đó là bỏ. Và Linh cũng vui vẻ thôi, đánh răng rửa mặt ăn sáng tất cả một cái, chạy bộ vòng về, bắt đầu khoảng 7 rưỡi Linh ngồi vào máy và quay tiếp video đến 8 rưỡi, và xong xuôi hết tất cả mọi cái, ok hết rồi nhé, Linh gửi file đi cho bạn ấy đi. Và bởi vì 9 giờ hôm đó là Linh có một cuộc họp với đội ngũ coach, thì khi mà mình gửi đến cho mình đang họp với mọi người đấy, thì cái bạn media bạn mới báo với mình là gì: anh Linh ơi, em nhận file của anh nhưng em có một thấy một cái là cái âm thanh nó sao sao anh, nó không có chất lượng lắm, anh có kiểm tra lại không? Thì lúc đó là mình nói là anh đang họp, tí nữa anh họp xong anh coi nhé. Thế thì lát nữa khi mà họp xong bắt đầu Linh vô coi, đúng một tiếng sau Linh coi, anh coi nó cái âm thanh nó bị gì đó. Thì Linh mới phát hiện là khi mà Linh quay video vẫn còn một cái dây ở dây âm thanh nó cắm, nó bị lỏng, và dẫn tới là âm thanh nó không phải thu bằng cái mic mà thu bằng cái âm thanh ngoài, thì dẫn tới là cái âm thanh nó vang 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 vang. Mà anh chị biết rằng là Linh quay, Linh dồn năng lượng lên, nó để dứt tất cả tâm huyết của mình, năng lượng của mình trong đó, nội lực của mình trong đó, mình quay rồi tự nhiên bây giờ mà mỗi lần một tiếng như vậy là nó tốn năng lượng, nó làm cho mình phải, bởi vì mình dành hết tất cả tâm huyết của mình trong đó, năng lượng của mình trong đó để mình quay, mình nói nó thật hay, nó thật là cho mọi người có một trải nghiệm tốt, nhưng cuối cùng âm thanh nó chả đâu ở đâu hết. Thì lúc đó bạn media bạn nói là em cứu mãi mà không được ấy, thì mình mới nói với bạn là không sao đâu em. À, chắc là ông trời đang muốn anh làm cái bản tốt hơn đấy, thế để anh quay lại cho đấy. Thế là bắt đầu Linh lại tiếp tục lại quay lại tiếp, và Linh vẫn quay lại với một cái năng lượng rất là tràn đầy, hết tất cả tâm huyết của mình, nhiệt huyết của mình trong đó, mình quay hết mình, và sau đó cái bản thứ 3 mới là bản tốt để cho anh chị chúng ta học được đấy. Thế thì qua cái điều đó, Linh không hề nói rằng là Linh dành tâm huyết, Linh dành hết tất cả trái tim, nhưng anh chị chúng ta vẫn cảm nhận được điều đó, đúng không? Dù Linh không hề nói điều Linh là tôi là người tâm huyết nha, tôi là dành tất cả trái tim nha, Linh không cần nói điều đó, nhưng anh chị qua câu chuyện đó, anh chị chúng ta vẫn cảm nhận được, đúng không? Đấy, thế thì những cái khi mà chúng ta có cái bảng kế hoạch về chuyện về xây dựng thương hiệu cá nhân đấy, thì chúng ta đã có thể được cái tính cách của mình ở trong đó, thể cái tố chất, cái tính cách và tố chất của mình trong đó. Thì những cái câu chuyện ví dụ như chúng ta muốn thể là con người nhiệt, gọi là chúng ta dành hết nhiệt huyết cho mọi người, thì cái câu chuyện lúc nãy nó thể đúng cái điều đó chứ. Và đơn giản là chúng ta kể những cái câu chuyện đó thôi. Và từ chúng ta thấy rằng là câu chuyện của quá khứ, câu chuyện của hiện tại. Rồi ví dụ như Linh ăn sáng bị sặc cơm ra, thế thì xong đó cũng có biến thành một cái content. Đấy, vậy thì Linh biến cái câu chuyện là ăn sáng nó sặc ra nó thành một cái content như thế nào. Thế thì Linh mới áp dụng, và Linh hay nói là gì? Chúng ta phải luyện đến một thời gian ấy, chúng ta nhìn mọi thứ xung quanh ấy, nó đều có content, và chúng ta áp dụng vào trong đó. Và bài tập của anh chị chúng ta hôm nay thử cái nhá, chúng ta cứ nghĩ, chúng ta đang học, chúng ta vừa thử nghĩ xem là ví dụ như bây giờ chúng ta bị sặc cơm thì chúng ta thở ra content như thế nào. Đấy, cái mục đích của chúng ta cuối cùng đó là chúng ta thở vẫn phải ra được content, thở vẫn ra được cái nội dung của mình. Đấy, thì ví dụ như bây giờ chúng ta là đang bị sặc cơm thì chúng ta sẽ nghĩ ra được cái content gì nào. Anh chị chúng ta hãy thử nghĩ xem. Đấy, dừng đoạn này lại nha, tạm dừng đoạn này lại, và bắt đầu chúng ta dành ra khoảng 10-15 phút để nghĩ ra là nếu mà chúng ta sạc cơm thì chúng ta nghĩ ra content gì. Đấy, rồi bây giờ đối với Linh nha. Đấy, đây là khi mà chúng ta mở ra tiếp nha, Linh sẽ nói tiếp. Thế thì bây giờ chúng ta mở lại thì Linh sẽ kể với anh chị chúng ta một cái câu chuyện. Đó là sáng hôm nay là Linh bị sạc cơm. Thì khi mà sạc cơm một cái thì Linh mới nhìn sang bà vợ của mình đang đứng đấy. Thì mình cười. Thì lúc đó mình nói với vợ thế này: may là chồng sặc cơm đấy, chứ nếu mà con sặc cơm thì chắc ăn một màn chửi rồi. Thì vợ mình mới nhìn cười. Thì mình nói là, và lúc đó mình nhớ lại là ngày xưa khi mà mình đang còn là nhỏ, mình ăn cơm mà mình đổ ra bàn một cái, kiểu gì cũng bị bố mẹ chửi cho một tàng luôn, đúng không? La mình rất nhiều. Và không biết ở đây có anh chị nào chúng ta như vậy không? Hồi đó mình bị chửi rất nhiều. Và khi mình bị chửi rất nhiều như vậy thì làm cho mình có một cảm giác, đó là mình tự ti. Làm cho mình có một cảm giác, đó là mình sợ hãi. Làm cho mình cảm giác đó là mình không dám làm gì cả. Và sau đó mình lớn lên trong một cái sự tự ti, lớn lên với một cái sự sợ hãi và lo lắng, và mình không dám làm gì cả. Bởi vì khi mình làm bất kỳ một điều gì ấy, mình sợ rằng là nó thất bại. Và nó thất bại thì mình cũng bị chửi. Nên là cách an toàn nhất, đó là tốt nhất là không làm gì cả, thì mình sẽ không bị chửi. Đó, thì nó dẫn tới đó là cuối cùng mình không có một cái thành tích gì nổi trội, không có một gì thành công cả. Và sau này khi mà mình bắt đầu học về sự phát triển về bản thân, bắt đầu mình hiểu rằng là
mình cần phải làm, mình cần phải hành động, và thất bại nó rút ra cho mình bài học, và thành công nó cho mình kết quả. Nhưng mình phải làm thì mình mới có thành công được, và bắt đầu mình thoát ra khỏi cái lối mòn về tư duy, thoát ra khỏi những cái gọi là những cái ràng buộc cái tư duy cũ. Và cuối cùng mình đã làm gì? Mình đã bắt đầu hành động, mình làm, và bắt đầu nó có được những kết quả. Anh chị thấy không? Mình kể câu chuyện này để làm gì? Bởi vì đây là câu chuyện mới sáng nay luôn. Nhưng mình bây giờ tối hôm nay mình đã quay cái video này với mục đích đó là cho anh chị chúng ta một cái phác họa, thì mình sẽ phác họa một cái câu chuyện. Thế thì lúc này mình đã nghĩ tới việc đó là lúc này ở đây mình sẽ tiếp tục ở đây nhé. Mình sẽ video này là video nó không phải là một cách bài bản nhé, nhưng mình muốn cho anh chị chúng ta là trải nghiệm của Linh một ngày khi mà mình tư duy để làm được content. Cái mục đích của Linh video làm video này không phải là một cái chuyên nghiệp hoàn toàn từ đầu đến cuối, nhưng để muốn cho anh chị chúng ta thấy rằng là cái cách Linh tư duy để làm ra một content. Thì Linh sâu chuỗi ra một cái đó là gì? Cái cách mà với như vậy thì cách dạy dỗ đó nó không tốt, mà không dỗ tốt đó thì nó sẽ ảnh hưởng gì? Bắt đầu mình sẽ tư duy một cái hình thành như vậy, đúng không? Thì Linh mới nhận ra một Linh mới kể cái câu chuyện đó thì mình mới lồng ghép lại là gì? Và giống như sáng nay mình sặc cơm như vậy, và bắt đầu mình nhớ lại cái ngày xưa. Mình nhớ lại ngày xưa nếu mà như vậy thì mình sẽ bị chửi. Và sau đó là mấy chục năm trời mình sống không có mình sống trong một cái vỏ bọc, mình sống trong sự sợ hãi, mình sống trong sự tự ti, bởi vì mình luôn sợ bị người khác chửi. Và dẫn tới đó là mình không có được kết quả gì cả. Và sau này khi mà mình bắt đầu học phát triển bản thân, mình thay đổi bản thân mình, và mình dám làm, mình dám hành động, dám thành công. Đó, có là bắt đầu mình dám làm và mình thay đổi bản thân mình. Và đến sau này khi mà mình bắt đầu mình làm nó tốt lên nữa, và mình có được những thành công, mình mới nhận ra một cái bài học đó là gì? Mình phải rút được kinh nghiệm từ thất bại của bố mẹ mình trong việc mà dạy mình trong những năm đầu đời, để áp dụng cho mình sau này đó gì? Thứ nhất, con của mình ấy, khi mà nó ăn đổ ra, thì thay vì mình chửi, mình la mắng nó, thì mình sẽ làm bằng cách đó là gì? Mình hỏi con có chuyện gì vậy? Con đổ á? Con ăn còn có vấn đề gì không? Tức là mình hỏi thăm, mình quan tâm cái đứa con mình một chút, để hiểu là nguyên nhân vì sao nó bị. Bởi vì sao ạ? Linh năm nay đã hơn 36 tuổi, ăn còn sặc cơm thì đứa trẻ sặc cơm đó là chuyện rất bình thường. Đấy, nhưng thay vì chúng ta chửi, chúng ta sẽ cái sự quan tâm, cái sự hỏi han, thì câu chuyện nó khác đi, đúng không? Rồi, và sau đó từ bài học đó Linh áp, từ bài học của bố mẹ mình, Linh đã áp dụng cho con của mình. Và mỗi lần con Linh thất bại, Linh không sao cả, nó không sao đâu con, quan trọng là con rút ra bài học gì cả, con tự tin lên, mạnh mẽ lên, rồi có ba ở đây con tiếp tục đi nào. Đấy, thì mình sẽ luôn ở bên động viên, và con của mình nó tự tin hơn, mạnh dạn hơn, và tiếp tục mà tiến về phía trước. Và điều này Linh không chỉ áp dụng trong việc mà nuôi dạy con của mình, mà Linh còn áp dụng trong việc đó là huấn luyện đội nhóm, nếu như mình muốn truyền thông về huấn luyện đội nhóm. Nhưng nếu mà Linh muốn truyền thông vào cái chương trình thương hiệu bậc tỷ, và sau này Linh cũng đã áp dụng vào trong việc hướng dẫn cho những anh chị chúng ta học về thương hiệu bậc tỷ, trong việc mà hoặc là xây dựng thương hiệu bằng những cái video ngắn. Thì ví dụ như anh chị chúng ta viết kịch bản lần đầu tiên mà nó chưa được tốt, thì Linh biết bắt nói với anh chị là gì? Ồ, không sao đâu chị mới làm mà như vậy là tốt lắm rồi. Không sao đâu, quan trọng là chỗ này tiêu đề mình chưa được hay này, cái đoạn này mình chưa được hấp dẫn lắm này, không sao đâu, đó là chị mới làm như lần đầu như vậy là tốt lắm rồi, tiếp tục đi chị. Có là mình sẽ chỉ cho họ là chỗ nào họ đã làm tốt, chỗ nào họ làm chưa tốt, và sau đó mình động viên, mình khuyến khích họ làm tiếp một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, mười lần, và bắt đầu dần dần họ làm tốt lên. Đó, khi mà quay video lần đầu tiên họ nói bị ngập ngừng, bị thế này, bị thế kia, Linh nói đó không sao hết, và mình lại tìm giúp cho họ là cái giọng của chị thì cần phải luyện nhiều hơn này, hay là lên xuống nhiều hơn này. Có là bắt đầu mình chỉ cho họ từng ly từng tí, và sau đó sửa lỗi, và khuyến khích lại động viên và thúc đẩy, và cuối cùng mọi người vượt qua. Đó, và Linh bắt đầu lồng ghép cái câu chuyện đó. Sau đó Linh lại nói là cho họ thấy gì? Và đó là lý do trong cộng đồng thương hiệu bậc tỷ, giúp cho mọi người có được nhiều cái video, hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follow. Và bây giờ cái tổng cái cộng đồng thương hiệu bậc tỷ đã hơn 13 tỷ lượt xem. Đấy, thế thì đó là nhờ cái bài học. Đấy, đấy, bắt đầu mình sẽ lồng ghép, thì anh chị thấy này, Linh lồng từ một cái dữ kiện đó là mình ăn cơm bị sặc. Sau đó Linh lại liên tưởng cái câu chuyện đó lên đến ngày xưa bố mẹ mình dạy mình bằng cách đó, khi mình ăn mình bị sặc như vậy mình cũng bị chửi. Sau đó mình đưa về cái câu chuyện là mình bắt đầu thay đổi, đó là khi mình bắt đầu thay đổi về cái điều đó, đúng không? Rồi, và mình cho họ thấy rằng là mình ứng dụng những cái điều này, mình thay đổi về tư duy và mình ứng dụng nó. Và sau đó mình mới chỉ cho họ là mình đã ứng dụng điều này trong việc mà nuôi dạy con của mình, để ứng dụng nó trong cái công việc hiện tại của mình. Thì đó là cách mình truyền được cái thông điệp của mình vào trong cái nội dung của mình rồi, đúng không? Và mình minh chứng cho họ thấy rằng là gì? Vì sao lại nên động viên, vì sao con nên trách cứ? Bởi vì bản thân Linh năm nay 36 tuổi rồi vẫn còn ăn sặc cơm, thì trẻ con sặc cơm đó chuyện bình thường, đúng nhá. Và khi mà chúng ta đây nhá, cái câu chuyện của Linh đó là câu chuyện hoàn toàn anh chị chúng ta thấy chưa hoàn hảo nhá, bởi vì Linh mới xảy ra vào sáng nay. Thì tối nay Linh phải làm một việc, đó là gì? Thứ nhất, mình sẽ phác họa câu chuyện đó, sau đó Linh sẽ viết câu chuyện theo đúng cấu trúc mà chúng ta được hướng dẫn trong lớp học.
Thứ nhất, đầu tiên là mình phải soạn ra một cái móc câu, mình phải soạn ra một cái tiêu đề ấy, nó thu hút. Tiêu đề của video này đó là gì? Sau đó chúng ta soạn ra bối cảnh, bốn cảnh đó là thời gian, địa điểm. Đấy, thời gian ở đâu, địa điểm, thời gian là ở nhà mình, buổi sáng mình ăn cơm, mình nhớ lại cái thời xưa khi mà mình đi học, đúng không? Bởi vì mình nhớ lại thời xưa thôi thì không cần phải chính xác, nhưng cái thời gian sáng nay đó là cái thời gian rất chính xác, địa điểm đó tại nhà mình rồi. Rồi, đó là thời gian, nó địa điểm nó phải rõ ràng. Và thứ ba đó, mình phải có thử thách. Đó là mình bị bố mẹ la mắng, chửi mắng nên mình sợ hãi, mình không dám làm, đó là những cái rào cản, đó là những cái thách thức, được chưa? Rồi, sau đó mình, mục đích của mình đó là giải quyết cái vấn đề này. Mình đã dùng cái phương pháp nào để giải quyết cái này? Đó là lắng nghe, thấu hiểu và sau đó động viên và dành tặng lời khen. Đó là cái giải pháp. Đó, và bài học ở đây đó gì? Đó là thay vì la mắng, chửi bới thì hãy dành lời động viên, dành cái sự quan tâm và cổ vũ cho. Rồi sau đó bắt đầu lên ra cái bộ khung nhé. Sau đó bắt đầu mình mới viết nội dung. Viết một nội dung, một cái chi tiết, và bắt đầu mình viết xong một lần, xong mình phải đọc đi, rồi mình sửa đi sửa lại, sửa đi sửa lại. Sau đó bắt đầu mình mới thấy là có những tình tiết thừa. Bởi thường nếu mà chúng ta nhảy vô, chúng ta quay liền ấy, chúng ta thấy lúc nãy giờ Linh kể là nó sẽ bị thừa rất nhiều. Nhưng khi mà Linh bắt đầu ngồi lại để viết ấy, cái nào không nên nói, cái nào nói, cái nào không nói, cái nào không nên nói, bắt đầu đúc tỉa thì lúc đó nội dung nó chỉ còn khoảng tầm 2-3 phút. Nhưng anh chị thấy rằng là khi mà Linh phát thoại cái nội dung ấy, nó rơi vào tầm 10 phút ấy. Nhưng nếu mà khi mà cô đọc lại thì câu chuyện nó chỉ còn đâu đó khoảng tầm 1-2 phút hoặc là 3 phút thôi, chứ nó không nhiều đâu. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải chuẩn bị bộ khung. Thứ hai đó, chúng ta phải viết đúng bộ khung, sau đó chúng ta mới phát thoại câu chuyện. Phát thoại trong bắt đầu chúng ta viết từng ly từng tí một. Nên có rất nhiều anh chị chúng ta hay ẩu, chủ quan. Đấy, nên là chúng ta mới chết thôi. Còn nếu mà chúng ta làm đúng, chứ với kể cả đến khi mà chúng ta bây giờ thành công rồi, chúng ta làm rất tốt rồi, chúng ta vẫn phải giữ cho mình cái thói quen đó. Và chúng ta kỷ luật với cái thói quen đó thì nó rất là tốt. Và đó là cái bài học Linh muốn chia sẻ với anh chị chúng ta hôm nay. Đó là mình phải luyện cho đến lúc mà mình thở cũng ra content. Đấy, chúng ta dùng thành tích của quá khứ này, rồi chúng ta dùng những hiện tại. Hay là vì anh chị thấy không, Linh quay video hỏng, Linh cũng nghĩ ra được làm content. Tức là hàng ngày chúng ta vẫn có những cái thất bại nhỏ nhỏ. Và những cái thất bại nhỏ nhỏ đó, cách mà chúng ta phản ứng, mà cách chúng ta đối diện nó. Và chúng ta thấy rằng là cái hội thoại ở đây không nhất thiết là phải hội thoại với một ai đó, mà anh chị thấy rằng là Linh mấy cái đoạn đó, Linh gần như đó là hội thoại với chính bản thân mình, hội thoại nội tâm của mình đấu tranh với chính bản thân mình thôi. Nên là cái việc đấu tranh đó không nhất thiết là phải đấu tranh với một ai đó, mà chúng ta đấu tranh với chính bản thân mình, chúng ta tự nói chuyện với bản thân mình, và chúng ta đưa ra những cái cuộc hội thoại với chính bản thân mình đó. Và đó chính là những cái mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái nội dung. Nên là dần dần ấy, chúng ta gọi là thở cũng phải ra được content. À, thế thì bây giờ Linh sẽ có một cái bài thứ hai nữa đó chị. Giả sử nhé, bây giờ Linh với anh chị chúng ta đang uống cà phê ở tại Starbucks, và chúng ta muốn nói lên một cái thông điệp là sản phẩm tốt, thì chúng ta sẽ nghĩ đến content gì đây? Anh chị hãy, chúng ta hãy nghĩ đấy, hãy nghĩ đấy. Bây giờ chúng ta phải làm nội dung gì cho việc mà khi mà anh em mình chúng ta Linh, anh chị với Linh đang ngồi uống cà phê ở Starbucks, thì chúng ta sẽ nghĩ ra content gì đấy. Rồi, đây là cái của Linh nhá. Nhưng với anh chị chúng ta phải dừng lại để suy nghĩ đó nha. Phải suy nghĩ và nghĩ ra. Hãy dành thời gian nghĩ ra để cho não của mình động ra. Não của anh chị chúng ta cần động ra nữa. Xong rồi bắt đầu nghe đáp án của Linh. Ok, hãy stop lại, rồi sau đó lát nữa làm xong rồi bắt đầu mới quay lại nghe bài này tiếp. Thế thì bây giờ đây là đáp án của Linh này. Ví dụ như Linh đang với anh chị ngồi uống cà phê của Starbucks ấy, thì lúc này Linh sẽ phát thảo lên một cái câu chuyện về content đó gì. Mình sẽ quay một cái đoạn video đang ngồi uống cà phê, ví dụ như là anh Cao Hữu Thịnh chẳng hạn. Ví dụ như mình, hay là anh chị ngồi với Linh là anh chị sẽ nói câu chuyện là về Linh đúng không? Linh ngồi với anh Thịnh, Linh sẽ nói câu chuyện về anh Cao Hữu Thịnh. Tức là mình đang tận dụng được cái người nổi tiếng để mình ngồi mình quay cùng với họ luôn. Thế thì mình không cần phải quay cái cuộc nói chuyện lúc đó đâu, mình chỉ cần quay cái khung cảnh đó là về mình ghép vô trong video của mình. Thì lúc đó về nhà mình quay một cái video, một cái câu chuyện là thế này. Sáng nay mình ngồi cà phê với anh Cao Hữu Thịnh tại quán cà phê của Starbucks. Mình đã nhớ về một bài học rất sâu sắc và quyết định đến sự thành công của mình sau này. Đó là cách đây khoảng 10 năm về trước, khi mà mình lần đầu tiên được biết đến thương hiệu cà phê Starbucks. Và mình đặt một câu hỏi là tại sao cà phê mà nó có thể nổi tiếng trên toàn cầu, mình đi châu Âu cũng có, đi Mỹ cũng có, đi Úc cũng có, đi Nhật, đi Hàn cũng có, ở khắp mọi nơi trên thế giới luôn. Và đây là thương hiệu cà phê đứng hàng đầu trên thế giới, mà đến từ một nước không phải là nước xuất khẩu cà phê đứng đầu trên thế giới, đó chính là Mỹ. Và anh chị chúng ta biết Việt Nam chúng ta là đất nước sản xuất xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 trên thế giới, nhưng lại không đủ tiêu chuẩn để bán cà phê cho Starbucks. Bởi vì cà phê Việt Nam chúng ta không đạt chất lượng yêu cầu như của Starbucks. Bởi vì cà phê của Starbucks nó có những tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất đó là phải organic. Thì bắt đầu chúng ta phải nói organic nó là gì. Thứ hai đó là nó có một sự lựa chọn cái tiêu chuẩn hạt, nó phải chín đều này này. Bắt đầu mình lấy những cái tiêu chuẩn của cà phê của Starbucks vô. Và với những cái tiêu chí này đã làm cho cà phê của Starbucks trở thành cái loại cà phê gọi là ngon nhất ở trên thế giới, trên mặt bằng chung nhé.
Và Starbucks nó thành công đến từ việc đó là cái câu chuyện cà phê, đó là cái chất lượng của hạt cà phê. Và cái chất lượng của hạt cà phê nó một cách đồng đều ở trên thế giới, chứ không phải đến từ việc đơn thuần là marketing. Nó không chỉ đơn thuần là về địa điểm, tất nhiên những cái yếu tố đó có, nhưng một trong những yếu tố hàng đầu quyết định đến sự thành công của cà phê Starbucks đó chính là chất lượng của hạt cà phê. Và chúng ta uống cà phê của Starbucks ở Việt Nam hay là ở Mỹ hay là ở châu Âu hay là Úc, nó đều giống như nhau, bởi vì nó có một cái tiêu chí về chất lượng đó. Bắt đầu chúng ta kể về chất lượng. Và qua cái bài học của Starbucks, mình rút ra được bài học kinh doanh cho mình. Và trong 5 năm vừa qua, khi mà mình kinh doanh về supplement ấy, mình cũng có một cái tiêu chí mình áp dụng cái bài học của Starbucks, đó là gì? Sản phẩm đó là phải chất lượng cao. Nguồn nguyên liệu để làm ra những sản phẩm của Daily Supplement đó đều là những cái sản phẩm được trồng trên những vùng đất hữu cơ, thì nó mới tạo ra những cái sản phẩm chất lượng. Và đó cũng là lý do sản phẩm của Linh bán ra trên thị trường ấy, cho anh chị chúng ta xài, và nó tạo ra một kết quả một cách đồng đều như vậy. Và nó tạo ra kết quả nó không chỉ ở tại thị trường Việt Nam, mà còn ở tại thị trường Nhật, ở tại thị trường châu Âu, ở tại thị trường Mỹ. Và nó tạo, và đó cũng là lý do giúp cho Linh có được sự thành công ngày hôm nay. Bởi vì cái sự thành công của Linh ngày hôm nay nó đến từ việc đó là niềm tin của người tiêu dùng. Họ dùng trong 5 năm qua và bây giờ họ vẫn tiếp tục sử dụng và họ vẫn tiếp tục chia sẻ cho những người khác. Bởi vì đến từ một việc đó là chất lượng sản phẩm. Và cái bài học của Starbucks nó để lại cho Linh cái bài học để ứng dụng trong cái Daily Supplement, và đó là bài học đã giúp cho Linh có được sự thành công. Nên sau này khi làm bất kỳ một sản phẩm gì, cái điều đầu tiên Linh quan tâm đó chính là chất lượng của sản phẩm trước khi bất kỳ cái điều gì. Và Linh cũng nhớ là thời mà mình học đại học, cái P đầu tiên trong 4P đó chính là product, đó là sản phẩm, nó phải chất lượng thì giúp mấy chúng ta thành công được. Đấy, thế chị chúng ta thấy không? Qua câu chuyện của Starbucks, lý do Starbucks thành công nó có lý do. Hay là chúng ta mua một cái sản xe máy hay mua một chiếc ô tô, chúng ta có đâu câu chuyện đằng sau đó, đúng không? Chúng ta mua chiếc xe ô tô đó vì cái gì? Rồi lý do tại vì sao chúng ta mua đó, chúng ta đều có thể biến thành cái câu chuyện được, đúng không? Nên là bây giờ chúng ta hãy tập quan sát xung quanh mình này. Chúng ta mua một cái món hàng gì, chúng ta được hỏi lý do vì sao mình mua cái này. À, rồi chúng ta chọn cái thương hiệu này, lý do tại vì sao chúng ta chọn thương hiệu này. À, chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Rồi khi mà chúng ta thấy một cái thương hiệu nào đó thành công, chúng ta đặt câu hỏi là lý do tại vì sao nó thành công này. Và chúng ta sẽ tập quan sát để biến mọi thứ xung quanh của mình tạo thành những cái câu chuyện, đúng không? Hay là chúng ta đi ăn quán hủ tiếu gõ mà thấy quán này đông khách quá trời luôn, thì chúng ta đặt câu hỏi là tại sao cái quán này thành công nhỉ? Đấy, và chúng ta có thể đến nói chuyện với người chủ quán đó để chúng ta hỏi cái câu chuyện đằng sau đó là gì, đúng không? Và là vì sao họ có thể nấu ra được một cái món ngon như vậy. Và chúng ta hãy tập cách kết nối những thứ xung quanh, những thứ bình thường, à, để thành content. Và chúng ta cứ nghĩ bằng cách đó, tối về chúng ta nghĩ, ồ, cái này mình nghĩ, cái này nghĩ, cái này nghĩ, cái này. Và chúng ta ứng dụng cái bộ, và chúng ta cứ bổ sung trong cái bộ câu hỏi đó, cứ điền thêm, cứ điền thêm, điền thêm, điền thêm. Mỗi ngày có thêm ý tưởng gì, nội dung gì, chúng ta cứ liệt kê vô, có câu chuyện gì chúng ta liệt kê vô. Và cái bộ đó ngày càng dày, ngày càng dày, ngày càng dày. Và sau đó chúng ta có thể có thêm một cái file đó là chúng ta thêm ý tưởng. Và chúng ta có thêm ý tưởng, mỗi ngày có thêm ý tưởng. Là trong ngày chợt nghĩ ra một cái ý tưởng, cái là Linh sẽ nốt vào trong Notion ấy, là cái ý tưởng Linh sẽ gạch đầu dòng và mình phát thảo câu chuyện đó. Xong tối về mình có thời gian đó là mình viết sườn câu chuyện, xong rồi bắt đầu mình viết câu chuyện. Và cứ có thời gian cái là mình lại viết câu chuyện, có thời gian mình lại có viết câu chuyện. Và khi mà mình chợt nhìn thấy một ý tưởng nào đó, bắt đầu mình nốt ý tưởng lại. Xong rồi tôi về viết câu chuyện, và Linh làm đều đặn. Và dần dần đó gì? Linh trở thành một cái gọi là thở cũng ra nội dung nữa. Thở cũng phải ra được nội dung nữa. Đó là cái điều mà Linh muốn chia sẻ với anh chị. Và trong cái thời lượng rất là ngắn trong buổi hôm nay, thì đó là một cái kinh nghiệm mà Linh muốn chia sẻ với anh chị. Và cái kinh nghiệm hôm nay đã đến từ việc đó là Linh hướng dẫn cho một bác sĩ, đó là bác sĩ Phan Hồng Sơn. Linh nói với bác sĩ Phan Hồng Sơn là anh có muốn là thở cũng ra nội dung không? Thì Linh bắt đầu kể câu chuyện đó. Và sau khi mà mình kể xong câu chuyện xong, mình thấy là ô, cái này mình nên chia sẻ, mình nên quay một cái video để hướng dẫn cho tất cả anh chị học viên trong cộng đồng thương hiệu bậc tỷ. Bởi vì bác sĩ Phan Hồng Sơn là cũng người học lâu, cũng được hướng dẫn rất là kỹ mà cũng chưa có quen phương pháp này. Thì Linh nghĩ ở đây là một cái phương pháp hay mà ở trong cái bài giảng Linh không có. Thì Linh nên quay một cái video này để hướng dẫn riêng cho anh chị. Ok chưa? Và Linh cũng sẽ thường xuyên có những nội dung như thế này để chia sẻ chúng ta, nên chúng ta phải ở lại trong cái cộng đồng thương hiệu bậc tỷ, check thường xuyên, check tin nhắn thường xuyên để mà chúng ta nhận được những nội dung hay, những cái kinh nghiệm lên mà Linh chia sẻ cho anh chị. Ok chưa anh chị? Cảm ơn anh chị rất nhiều.